Ê là tao quen ông Quốc đi nhậu ông có điện mà ông Quốc. Điện cái đeo bùi á, mày đâu mày bao giờ ông nhậu ông rú tao đâu mà ông sợ đâu. Ông mấy kêu mà miễn phí là ông thường đi nhậu. Thì vậy mà không? Có khi nào anh điện anh em mình không? Đủ mấy anh nhậu đẻ rồi ông nghe đen mệt á. Xuống nhà mày ngủ. Xuống anh chú cồm xuống cái nằm ngủ đó. Đủ mấy thằng mà thấy được không? Được gì? Mấy giờ mày có gì mày chờ ông một phút. Đủ mẹ cào đều ông mẹ đi. Mấy được á. Cái đồ mắt nó giỡn. Nè anh em mình sẽ là ủi. Hả? Nó giỡn vậy cũng được ấy. Mà chứ nói mà giỡn mình Việt Nam nói là làm, mày hiểu không? Mày cào đều đủ mẹ mày không tính vậy chứ có đâu. Ủa chứ ngu ơi. Trời đúng rồi. Tao nói giỡn mà đủ mấy cào thiệt nè. Mà chứ nói là mình làm phút. Bây giờ cào mày đều. Dùng đỡ tao. Bây giờ tao mày tao kêu sao tao cào cho. Đúng, mày đúng nè. Giờ tao mày cào đều rồi. Mày không dạy ông mấy lời. Đúng rồi. Giờ sao tao sao? Cái đau nó khùng. Là cái đau nó khùng. Đúng rồi, sao ông chú? Mày đúng không? Ông giận giọng xuống bên chú. Sao tao đủ nó quen cứt mất dép. Tao nói giỡn cái đủ mấy thôi cào thiệt ấy. Đụng tao mà sợ đi. Mày dạy bữa nào ông rủ tao phút coi tụi toàn thiếu anh tao chịu cào đâu thiếu này đụng mám cào thiệt luôn. Là mày cắt ngang lại phút hiểu không phút? Nếu cắt ngang tao sẽ cào luôn đụ mày cho nó điêu. Nếu là mày cào tao thì bữa nào tao cũng cào mày lại. Đụ mày mai thì tao cào trước. Tao mày mà không có phút lẫn nhau quá à. Thì là nếu mà người tao đều chặt mày cũng chặt luôn mà chọn. Vô mua thuốc ngủ. Anh em mình phải đầm bạc. Sai cho tao đi mua thuốc ngủ đi đụng mày. Ấy là mình phải đầm bạc lẫn nhau phải không? Mình như gà cùng một mị chứ hỏi đẻ nhiều không? Đồ mày mà tao đâu mày cùng bà già mày đâu. Ờ vậy tao. Rồi dám mày cả đời mày. Kêu sao đâu? Mày đi mua thuốc cũ đi. Mà đây tóc tao mó cái tóc qua đậu mà đứng cùng điên. Tao kêu sao đâu là cái gì nó làm hút. Tao cho nó đổ mấy đến tầm 10.000 cái mấy. Giờ nha. Đồ mấy giờ ông giờ mình làm sao ta? Thì đồ mình cứ pha thuốc ngủ là mua mấy chai nước ngọt đổi màng á kêu ông dậy đường nào không thấy nước ông táp mà. Thì biết ông nào ông đang say mà. Thiệt. Mẹ anh ngủ giờ này. Cái nhà có mấy lạnh ngủ rồi. Đi xuống đi ngủ vậy chứ. Nhà làm anh ngủ nhàn giờ nó chứ đụ mới không làm anh nhậu. Hôm đi nhậu cho đéo rượu. Hả? Giờ say ra quá lên uống cái tiền không rượu. Hôm đi nhậu cho đéo rượu. Cái tiền không rượu. Ủa biết cái say không? Cái đụ ông có tiền không? Đưa ba tao mà pha sao đụ đi đâu cũng. Đụ má. Anh có phan anh quá. Anh điếm với mẹ mà ai cho với anh mà phan. Anh có mà điếm. Sao không có mày? Ngủ nữa kìa. Mẹ bức á. Ê anh điếm. Bé. Cái mặt của anh uống mấy xây rồi vô cho nó khẽ ngừ. Mấy xây ra vậy? Tôi tiền để mua cho hỏi vậy. Cái đồ mẹ chai nước của tôi. Sao không được anh dễ vậy? Ừ đỡ cho anh uống đi. Uống này nó quá đâu. Úi dùi à. Ai bỏ anh khác lắm sao anh Quốc. Anh cho đôi cho khác đâu. Uống rượu anh. Nếu ruột gan. Sao lỡ uống cái miệng anh uống rồi. Uống rồi. Bình thường rượu mày 2 tiếng thì uống rồi. Nếu ruột gan này. Ừ. Dìa rồi uống không. Không có mấy lạnh uống rồi. Cái đầu nhà anh mà có mấy lạnh. À, bỏ. Không. Tại sao anh xuống khách sạn ngủ? Bỏ tốn điện. Cái đẩy mày. Để má sau này anh đàm anh thơ xuyên ra đẹp lên rút điện nha. Ờ. Cái đủ mày đến tên thơ nó tốn điện. Thâu đây cái mũi ói mũi bậy nhà vô với nhà. Anh Quốc được không Quốc? Sao này anh thôi chi anh ta biết anh thôi chi em rút điện được không? Mày quá. Mày thâu gì vậy chứ nó làm gì? Mày này mình ngủ luôn. Bây giờ mà anh đi mình lên nhà mình ngon hay chơi? Ta bà. Chứ sao? Cái đầu má. Bút vậy mà. Chứ giờ. Chứ giờ thì sao? Anh mặc anh chơi cũng được, cho anh có ai cho anh mà lên chơi ngon ấy cho anh. Đừng nói chơi, lên nói chơi bả đâu, khùng trời anh Quốc. Mày lên chơi, chơi là chơi á. Ngủ nữa à? Tự giết vô liền vô buồn, hút lên tao kẹo biết rồi. Anh gáy mèo vô mà. Mày dành hàng như dành hàng mốt. Nói khùng quá. Giờ anh Quốc gáy rồi các bạn ơi. Sao vậy? Gáy rồi. Giờ đồ má 8 tiếng rồi nha các bạn. Giờ nói với ông đéo nghe mẹ đâu. Xì quá rồi. Mày biết đừng cho bú thuốc ngủ đỡ tốn. Đỡ tốn viên thuốc mày. Xì mà. Nhanh đi. Mở mở tông đơ này. Ủa phải nhà mày không? Để đang tù á. Ủa đi làm quốc nhanh. Mày cho tiền nó chưa? Cho tiền nó chưa? Lộn muốn em xạo. Mày sao đau điếc thần nào mày sợ? Đưa em cạo đây rồi mất rồi được không? Thụ mày tao đang tính mà cạo mày. Uống thuốc ngủ đâu biết đâu. Đây cho mày tao tiền vàng. Ừ. Gì vậy? Cạo mèo dữ vậy? Đi cạo đi rồi. Sao đau chút là anh cho tiền tờ nữa. Tiền xanh được không? Ừ. Được. Nó biết tiền xanh đâu mày đậu mày. Sao giờ nhiều lần dấp nhảy nó biết đã biết rồi. Em ủi cho anh, em thích ủi gì em ủi. Ok bắt đầu này, bắt đầu thử hiện kỹ năng này. Rồi rồi.
Mày xong rồi. Chết cô đĩ mẹ. Thiết thiết quốc giải thiết ơi. Thiết cái nhập cái mèo nữa chạy. Vâng. Làm clip chưa? Đây làm clip gì? Đây tưởng chưa? Nãy giờ ngủ rồi sao mẹ chưa dậy? Dạ, làm clip rồi. Thôi đỡ 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 em quay cho mẹ cái clip nha. Hello bạn, thì hôm nay mình sẽ làm một cái không phải quay những cái hành trình với anh Vi hề mẹ. Nói chung với chỉ cần 200 ke anh em mình ăn tẹt ke bờ đơ. Lớn giờ lên mình dựa mày mình cút thôi. Mấy cái ý tưởng không phải làm đâu mà. Đây mình làm mình lại. Được được thôi nhá. Được không? Hả? Mày nói mẹ mày cũng nó vô mỏ mày. Cứ nói bèm. Đây 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 thôi đi. Đó phụ đồng ra xuống hả? À phụ đồng ra được á. Đang. Ủa? Gì vậy? Trời ơi, cái quân què dĩ dây. Freak out. Em nhìn gì vậy giải trang? Anh đẹp trai quá trang. Bố mấy người nhìn dữ. Con thiếu theo anh đi trang. Thấy đẹp trai nó cười với sao á. Này quá đẹp trai à. Thấy đẹp trai cười với sao. Mừng mừng rồi đó cái quá. Anh này quen cười hay cao nó bay trên đầu lại như anh Quốc này. Đầu là bé là bà Tư Quốc. Cô thấy Quốc đẹp trai không cô? Mày bị điên à? Bữa nay làm vừa đi cam bay trên đèo anh luôn rồi Quốc. Anh nhiều trang một chính vậy phải lấy cao nó bay. Mọi người tao đẹp trai tao đấy. Đúng rồi. Là giờ anh lấy phải lấy cao nó bay được luôn. Giờ anh nhiều trang một chính vậy. Giờ mình sẽ ăn ở quán này chứ. Bánh cuốn ở đâu mình vậy? Bánh gì đấy? Anh bánh xèo nè, bánh bèo nắng nè, bánh cuốn nè, bún nè, phở nè, cháo nè, cất là không có cất được nó bài bèo với mày. Có cô kiểu nói. Đẹp trai anh đẹp trai đó nha. Ở đây. Chà nó kia tao điên mày. Mẹ nó kia tao điên tao bỏ nó luôn rồi. Anh điên anh mới hài á đầu mẹ. Bình thường anh điên cho anh có tỉnh téo đâu. Đi, lên chi em. Chở em đi, lên chi em. Không đi, đó em đi chi em được. Đây. Đây. Chở anh Quốc cho người xa hè, rất quay tiếp. Ok. Đây. Giờ anh quen này chứ. Không chủ yếu 1 phút mà, đi làm sao đỡ 1 phút mà, nó muốn nó mà hành trình nó nhẫn vậy đi. Má giờ dẫn là nghĩ sao mày đổ biết bao nhiêu người vậy. Cái đầu mặt của anh thớt hở rồi, sao cái đầu lên mình dựa. Thấy anh Quốc mình phải xịt nhổ cam luôn mà. Điều này đậu mùi hiếm chưa thấy. Thấy đậu mùi hiếm chưa thấy. Đậu đúng á, đậu anh xanh đậu đi. Đậu anh xanh đậu đi. Không đậu, không đậu của mày ăn biết sao mày. Đậu bác chở bác càng xanh cũng chạy. Sư sư. Sư. Đậu mấy lồng kia liền rồi chứ liền. Lồng cũng thua quá liền rồi chứ. Mà mở quán mì kỳ ở đây được anh Quốc. Được. Chưa anh hò đồ mày đầu tư cái khu đây được không? Giờ ăn gì trước thằng này bao? Quá chứ 1 phút mà quay trang phút mà đó anh. Nhưng mà anh phải đi trước. Quay phút mà chơi nào em? Chơi gì vậy? Chừng nào mà cô kêu anh đẹp trai mới vô anh hả? Thấy anh đẹp trai. Đâu có sai. Anh ở món anh tại đây hả? Bé đẹp trai không? Không. Bác bữa nay đẹp trai không? Trời ơi, nhìn phải cười không? Tao thấy không? Phải cười không? Thấy bữa nay tụi lẻ đó, sao phải cười không? Anh sao phải thấy là cười không? Phải phải ruột tao mà từ vui gì chạy về đây bé cuốn mà nó lẹ mày. Đấy, đụng người. Thấy chưa? Thấy anh nói về thôi. Tao rồi, thấy chưa? Cười không? Cười không? Cậu đang luôn mà đâu dám cười đâu. Cái này bị gì mà cười luôn mà. Quay lại coi mà làm vậy. Mày đang cười mà. Bán gì mua vậy? Mày không được tóc đi cười vô. Nó chân nào đi, nó chân nào. Anh nói chân nào cho hút tiếp tùy vậy. Do anh
Dũng ông bạn ơi. Những gì ông kêu gì vậy? Anh ấy nghĩ ông kêu. Ủa thế này không có. Sao sao mày nói vậy? Bây giờ bà cười bán luôn à. Đúng rồi. Bà thấy anh quất mà bà cười bà không bán luôn à. Anh cho anh bán đi. Cho ngồi đi bán. Bán mẹ luôn. Làm đi em tôi cũng trời. Làm tôi cũng giờ. Tháo khẩu trang đi. Thôi lại bạn ngồi đi. Bà cười. Chị bà cười luôn mày. Ai biết. Bà thấy anh phải làm. Ai muốn anh ấy đẹp trai quá đây quá. Đẹp trai. Đi quay. Cái gì hết gì ta? Ngồi đây đi em. Ngồi đây nào. Ngồi phía trong á. Đấy, ngồi phía trong bên ngầu. Đó, ngồi đó. Được. Thấy gớ đang ngồi đó. Ủa sao cô em nhìn tao hoài mày. Anh đứng bên trai á, ngầu ngớ. Anh đứng bên trai đúng không? Ngồi bên này Múc. Ngồi bên đây. Ngồi đây. Tại mẹ đi chứ. Được. Ờ kiểu gì, băng coi. Anh ấy nghe anh kêu anh. Bánh coi. Chào bố mà chàng tôi cũng coi. Ờ. Từ sao bé mẹ cứ gặp muốn quá. Cô gì vậy vậy? Sao bé khúc mày sao ạ? Bé cũng nghe người ăn nữa. Tao làm gì đâu mà bà cười dữ vậy? Tao làm gì mà cười dữ vậy? Gì đâu? Thấy quá đẹp trai quá em. Bố cô cũng cô. Bé nào mà kêu yêu quái kìa. Anh quá bé kia mà kêu anh yêu quái kìa. Bà nói bè cái đi. Bà nói rõ ràng cho sao. Anh chú ông Phan ông chập phần tao luôn. Anh đi anh hỏi đủ bè. Anh đi anh hỏi bè nó quậy sao làm kiểu yêu quái. Ờ bè đỏ bè đúng bên xiêu à. Trời như vậy kêu tôi yêu quái bà. Trừ bạc giá đó. Trừ bạc giá là sao? Thế là kêu sao giờ anh mình bè kêu anh yêu quái. Tôi muốn chập bên xiêu luôn không? Anh làm thốt lên là không bán luôn nha. Mẹ lọc mẹ cố lọc xe đô rồi. Mẹ lọc xe đô đúng rồi, mẹ lọc xe đô. Lọc xe đô hiền, lọc xe đô hiền. Muốn giải về tao tưởng là em muốn lọc xe đô chứ. Bà chỉ không à. Bà chỉ không lọc xe đô. Nhưng mà bà cô bà chưa anh yêu quái, anh trai thích anh giao biết sao. Sao kêu con yêu quái vậy con. Dạ mày cứ gốc quá. Mày cái đẹp trai ăn ra đường không thiệt. Hôm bữa đẹp. Giờ xấu hả? Giờ đi nánh quá nó đen hả? Đúng rồi, chúc ở đây ủng hộ cô. Ờ. Ok, bây giờ mình cứ mẹ mày mới chiều mà đảo qua bạn mới chiều vậy. Em trông cứ vô luôn chứ. Rồi đi học thôi. Rồi đó em tính luôn vậy. Đây. Quá đông. Ok. Chị phải nhìn tao cái như chân mặt mày hả mày? À, quên, ông chú Phan con đúng không? Nhớ đâu. Nãy giờ ông chú cũng nhớ đâu. À, okay. Ông nhớ, ông kêu thằng Biên. Không phải, bữa mấy anh em đang nhớ mặt cười trên đâu rồi. Dạ. Vui lắm. Dạ, bên trên đài bơ tơ bơ, đài bờ ăn nó bình định á. Ờ, không có. Không có. Không có. Vậy. Anh mình cuốn ai chứ bạn? Anh thằng trai anh em muốn cua, giờ mình cuốn hả? À, quên, muốn cua. Anh cua vậy? Mưa xéo tô cũng khô. À, thế anh nhỉ, bánh cuốn à? Bánh cuốn. Dạ, anh nhỉ. Bánh đang nướng. Bánh đang nướng là có bánh đang nướng rồi. Bà bán bốn cuốn rồi trước rồi. Có bánh đang nướng rồi chị? Tao một tô bún khô, một cuốn cuốn hai bánh đang nướng rồi. À. Bán đây còn 60 người quay chi nữa kìa. Đó đi đầu xe khách là nói lẹ mất. Chú cũng cười hai cái thằng này tránh quá. Không, báo điêu nhơ gì ở đây, nãy ra cũng nghiêng nghiêng. Rất dẻ đúng không? Nghiêng nghiêng này rất mẹ nó mất nửa trái ra. 4 ngày nữa xuống là bây giờ tôi tạm. Chứ cơm mèo á. Ngược lại để đi em thấy tôi phải không lòng khó coi. Dạ. Giờ làm cái đã tạm ấy, cái tạm ấy. Cái tạm á. Dạ. Nói quá. Đó bà anh 15 năm. Dạ chú Dung thiếp á, thiếp ngày xưa nó kính cái bào cũng rất là mất bệnh cái. Nó còn nấu chút xíu một kính rồi. Chú mang bài một tí. Chú tên gì? Hả? Chú tên gì? Tên Truyền. Chú tên Truyền. Tên Tiền. Là fan của Quốc nha các bạn. Cho ông Phan à, ông Phan nói đồ hói. Đồ hói á, đúng rồi. Phan nói đồ hói, ông Phan nói. Thế là ông thích mấy đồ hói lắm. Đồ hói gì vậy? Đi hỏi chú vậy. Dạ, đồ hói gì vậy? Đó. Anh xem này, anh già là anh hói á, anh ngu quá à. Già thằng Đặng ơi. Ủa, tùy chưa? Hói lắm mà chưa rụng. Chú là ông bị hói nhà mà chưa đâu. Ấy là ông thích mấy người đầu hói lắm, da đầu hói nó thông minh lắm. Anh thấy mấy người đầu hói là thông minh. Thì chi mẫu lắm mà gặp kêu sáng chói là sói tán. Này này anh tỏi này cho nó khỏi hói. Anh nghe anh quát đợi cho anh thiêu khỏi ông mẹ thiêu anh luôn. Mẹ nào? Thế là gọi người dạng như nó từ đà. Thì là mày. Để cho anh ăn trong bụng anh đủ má 8 cục đi. Mẹ bán cuốn cả chú bè. Đây kêu nãy giờ 8 tiếng rồi ạ. Chờ lâu quá không?
quán này bé cứ bụng miệng mà cười luôn mà tao về chủ quán thì lại phải là vẫn cười không à. Bé à, thường tới đó anh bóc ra tìm á nha. Bé như bé uống lộn thuốc số vậy mày. Thà nhau đi chứ đồ bên tới gì đó là anh đứng luôn rồi mà điếu bán. À vậy còn đứng luôn. Bà chị mà cười mà thấy anh đẹp trai. Bà thương nào mà. Thương thầm à. Chị thấy anh đẹp trai mà không bà cười không không bán được vậy. Bé đẹp đẹp gái quá không? Tự nhiên cu nãy giờ đóng ăn thấy anh ăn cực ngon á. Mạnh mẽ. Mạnh mẽ lên con. Đó, đồ quá. Bà lắc bà vô đây. Rồi bè cuốn hả? Tao có một cuốn với hai cái bánh tráng nước vậy. Một cuốn với hai cái bánh tráng nước hả? Dạ. Yeah. Rồi. Đồ bữa nay tự nhiên có một phút của bà ý xây. Sao tôi mốt hoài bóng đèn. Bỏ tôi mà. Bỏ tôi rồi. Đây thì hôm nay là anh em mình đi review ở quán bún thịt nướng nha các bạn. Trước bệnh ở trước bệnh viện Ban Nhân. Đủ đâu? Ai mà đeo bệnh ra đây ghé bao nhiêu cái này. Bà mình này nàng chanh vô nhanh quá. Đi mất mất. Nói bà chị tên gì chị chút lấy tiền quảng cáo luôn. Bà chị tên gì bà chị? Chị Ba. Tên Hoa trước cổng bệnh viện. Đeo cổng bệnh viện luôn. Vĩ Hì. Ở Phú Yên nha các bạn. Đây này các bạn có bảo này bánh cuốn nè, bún thịt nướng nè, trứng gà lộn xiên quy chả lam. Biết khỏi gì. Ông nhận Ba. Anh nhận quảng cáo đây bao nhiêu rồi? Ông để mình ra giá vậy anh Quốc, anh muốn nhận nhiều. Đồ mẹ mày có 1 triệu kìa. Làm không? Anh làm không? Anh uống xong rè lấy tiền mẹ anh nói gì? Ừ, được rồi. Cho anh điểm đó, cho anh nói lầm. À, cho anh uống xong rè lấy. Nhưng mà anh review, anh phải review anh đây. Đũa đâu, đũa đâu? Đũa đây nè, em ngu. Ủa, quên, ông thấy ngõ vậy? Đây, đũa cũng lấy rè. Xanh là cho anh ly nước đây xanh. Căng nước qua. Để chơi à? Review đi. Giờ mình chơi. Giờ mình. Hỏi lần nào đó sau này anh nói á đây đây review anh Quốc ơi đang phải lấy đang phải lấy cam trên đèo nó bay xuống này quỷ dù cái tổ búng như quỷ vậy mày không thấy tổ búng mà phải lấy cam nó bay mà đồ má anh này nó vui này đó anh ấy quay anh giật nó ngon nó trông ngon hả bạn quay mẹ quay nào vậy nào thấy cái mặt mà thấy mặt đó ngon các bạn nói chung là tuyệt vời nhưng mà anh nhìn lên chút đi anh trầm trầm lên chút rồi nói ảo mẹ anh lướt lướt mà là đó rồi nói chuyện ngon ngon mẹ mẹ im thiệt lạc đủ má anh Quốc tìm để đạt ở chỗ này bữa nào tao dắt anh giấy tìm chó lạc luôn cậu ơi ai gọi tao đây à giờ nó gọi ngon không đây bánh cuốn đây chào em Quốc ta đẹp trai ghê á đây đang quay MV với anh Quốc đây kiều mẹ mẹ mất hồn giờ mình nha các bạn giờ mình thấy anh Quốc đang cười mà đây Quốc đẹp trai sao á anh thấy anh Quốc đẹp trai anh Quốc đủ cái cười luôn đây đẹp trai à sao đẹp đây anh quay MV cả nhà cá nhân này này đang có hùng gì mà anh Sơn Tùng gì vậy đây có Sơn Tùng gì mà anh nói lộn cùng hả không ai nói anh vậy sao ok ok đồ ngon quá ngon quá giờ nào thấy anh Quốc nó không cười rồi nghe 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 gì hết chứ tôi đẹp trai biểu quên quên nhớ phải lại cam phải bay một chút nữa anh Quốc anh tối nữa này Quốc anh rồi cho bớt khói anh Quốc ngon chứ ngon ủa má thấy mày Quốc là thấy mày Quốc hết quen rồi 15k các bạn à. Tao muốn 20k nữa các bạn phải không đúng ra không đúng mà ở bệnh viện mà nghe cô nào đi em đây là mình dẹp quán luôn dạ chú chụp hình tao nữa dẹp chụp hình anh đỡ không thờ ừ vui có đâu đúng không đỡ mà thờ vui đâu tại có nhiều người thờ cho nhà anh cho để anh mất hai thờ anh đỡ mình nữa chờ ngon anh nhờ ngon Quốc, cậu má anh cậu đều sao da đều anh kêu không vậy anh Quốc? Ừ. Không anh đây nghe đó. Chú cười để vô đây. Giao nước anh đều. Cậu má. Đứng lên nào. Ông giải quyết cho anh này. Đâu ông giải quyết của. Má thằng nào hớt đều tao sao vậy? Ai hớt? Cậu mày mà ngu á. Chú. Ai hớt? Đưa tao quay đã bạn đi. Cậu mày mày lo bạn đi. Anh mẹ lên. Ủa? Chú hốt đều còn nghe không chú? Hai cô em mà kìa hốt kìa. Bèo bánh cuốn mà hốt không? Đúng không? Đúng không? Bà bánh bèo bà hốt đổ mấy hàng gì để bà bánh xèo nữa. Bà đây bà chú anh đổ cái cung quỳ. Đây nó hốt hay ai bà chú? Không, cú bà chú. Mày chơi chứ mày đâu nãy đậu mấy hàng chi ai bị đường nước đủ đúng không? Bà tiếu bây giờ có nha. Đấy ông chú bỏ đi giờ ông hốt. Lại tính tiền. Tính tiền to con luôn đúng không? Mày chào đúng không? Không có. Mày chào cái thằng. Em mày đâu đây đâu. Này đâu. Không phải tao. Đây thằng này đâu. Không phải tao. Cái thằng nào? Mày đang nhìn đâm châm vô quá. Cái thằng này nhìn dữ quá không quá. Mày mày chị gạo đều vậy đi ra đường nãy giờ mày đi làm sao mày? Tao không quen quá cái mày. Tao không quen. 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 Không quen.
Tôi không có tính tiền riêng như vậy, em đâu biết ông đâu. Trời này trời mày. Mấy mày đi rồi chơi đây rồi. Tôi hãy mày kéo đây. Mấy cái mặt mũi nào vậy mày diễn. Trời ơi. Mấy đứa nhỏ bây giờ nó cười gan quá. Lấy cái đốt đậu lại vì đúng rồi. Anh ơi, anh ơi. Lẹ mày. Anh ơi, nhận mày cho kẹo được. Nào nhận triệu tiền quảng cáo. Ngồi nhận triệu được. Rồi. Rồi, anh ơi. Không anh ơi, sao mày mày có. Mấy đứa này trời mày. Trời hết trời. Đậu đậu lên cho nhận điệu. Đậu lên em nghe nhận điệu điện quảng cáo. Mẹ là chó rồi chờ được rồi giờ mày. Anh ơi, chưa tao ngủ xuống nhà mày là có chuyện à. Mày chưa ngủ đủ. Buồn tính tiền hay gì luôn mẹ đi. Anh mà anh tính tiền gì vậy? Anh tính tiền tôi anh gì ở đây? Anh mà về là anh tự tính tiền hả? Mẹ mày chờ gạo đeo vậy mày. Anh giờ anh muốn về trước rồi anh. Lại mẹ. Mẹ mày ní đi nha mày. Tao đạp một mươi lứa tay này mày. Thằng này tao không. Chú tao là nói chú ngồi bên em cười sống giờ đi mà. Vậy tụi bay kêu ra fan ra ngầu coi tao cái đều vậy mày. Bình thường chứ. Mẹ đó. Thằng này chơi, nói tiếp đi. Nói chú, em nói thiệt. Nói tới sao tao thằng này chơi. Sao nào chơi, sao nào. Thằng này chơi. Em chào á. Mày chơi nó chở, em ăn bắt. Em á, em ký à. Mẹ mày chơi hết chuyện mày chơi tao vậy mày. Xin chân trọng giới thiệu với bạn, tạ ra ạ. Chú dẫn cho mình chuyện này cho mọi người dẫn không? Vô đây, 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 vô trước mày xin trân trọng đại cái cháu mày mày xin trân trọng giới thiệu như mày thử nói đại gia quán gì vậy tao sao xin trân trọng giới thiệu tao nghĩ tưởng á xin trân trọng giới thiệu thanh đao cạo mấy thanh kiệt tưởng tao bằng việc mày phải không đồ mấy nó đại chi này kìa tao đại chi ông chú nãy giờ mà đủ mấy cái đầu anh nhà mà vô trúng trại anh quất rồi chết rồi coi vô nó bà anh quất mình nhìn đây nó có cái phòng trào mà bệnh tâm thần mày đó trời sát rồi chào ạ thấy chuyện này về đây đủ mấy mình đi về đủ vô đây vô trâu rồi tao mày trâu cái đầu nó bay lên từ đẹp này quá cú mày luôn á vừa lấy cái này từ đẹp này mẹ mày chờ cái đều vậy trời giáo gì rồi đều bây giờ mẹ nó chờ luôn ai cái đều đâu ai biểu cái tập cái đòi đi mẹ mày tao nhậu chi nè mày nghe mày cái đều anh vô quá anh cạo cho sạch quốc anh cứ hỏi là đòi cạo đều người ta thì anh là người mày cạo là đúng rồi đó nói nè anh cho rồi hèn nhẹn cạo vàng thái nhiều đứa thích đâu đây rồi ai mấy đâu chị đâu lại dẹp ra đây bây giờ này nè anh khỏi có quẹt bây giờ này nè ông em không phải là muốn cạo đều anh nhưng mà cái bà chủ quán bên đây nè bà nói phải cạo đều anh quốc dẫn qua bà mới đưa tiền quảng cáo bây giờ anh lậm điều đi coi như anh lậm điều đánh bù lại gì đâu đi nói phải đưa lại triệu tôi lấy mày mũi nào đâu ra dẫn nhưng mà anh, bà nói anh mới nhận do bà nói em là phải cạo đều anh dẫn đi anh bà mới đưa tiền quảng cáo để cho cái quán bà nó hót nó nổi tiếng lên anh hiểu không đi đã lậm điều coi như bù lại đồ mày cái đầu tao đang tao nén hớt cho nó mát lậm triệu ngon rồi mày đi đồ quay mớ cái đầu vậy mày ơi mày ra đường dẫn đồ má biết ngày uống xe đau sao xe đau lậm triệu mẹ cho rồi thôi đưa thôi mà anh có cái bệnh viện nào anh có phòng nào đưa ông này cho ơi mẹ mẹ cái phòng toilet được á đi lậm triệu đi giờ ra lậm triệu em lậm triệu anh nói bà em hớt tóc rồi em cạo đầu chị đưa em điệu nha giờ hớt tóc đầu đưa ông triệu bây giờ mẹ điều quảng cáo gì? Đưa anh đi. Anh ấy chị nói em chị nghĩ tướng là cạo đèn quất lên quảng cáo cho chị mới đưa tiền mà. Đưa ông chịu đi. Mai đưa được ăn đỏ. Cái này. Ôi em mẹ đồ đó. Vậy là bạn nói nợ dai với mẹ không cạn bạn mẹ đâu. Nợ dai cho ai ta? Giờ mẹ đưa ông nhìn ra. Chịu khó. Khó anh quất. Đưa mẹ mượn ai quất mày. Nói chị nói cho chị đưa quất điều anh giờ chắc mẹ bụng ở đây tôi chiều mẹ. Cái đó là phải đúng triệu ông. Đó mà đúng triệu mang tiếng hả? Còn bằng vậy nhìn mẹ nhỏ. Nó nhỏ nó nhìn mẹ nó. Bây giờ sao? Tỏ ra với ai chủ đâu mẹ. Đúng rồi. Tao gì hả mà tụi mày lấy tiền lấy. Nhưng mà trả cái tô cho 40 giờ. Trả tiền tao 40 giờ. Ai ăn được đó mày. Mày nữa mày bao. Tụi mày bao ông chưa làm xong clip nhỏ cho ông mà mày chưa xong mà. Tụi ăn tiếp mày là bao. Đi. Mẹ ăn gì đâu nữa mày. Giờ đã 20 giờ rồi giờ. Cái đồ vòng tao 20 giờ cho làm vậy. Đồ quá chị mẹ không? Ở đâu ăn trước mấy ngày mình thường ăn trước.